Thiệt là bực mình nè. Cả khu rừng mà chẳng có lấy một con bướm vừa ý, uổng công cả một ngày. Tại chị kén quá thôi. Con nào chị cũng chê, làm sao tìm được con bướm vừa ý. Nè, em có thấy con bướm của con Quỳnh Hương, con bà Lý không? Chị phải tìm được con vừa đẹp vừa to hơn như vậy chị mới chịu á. Em chịu thua chị luôn á. À, chị Kim Chi ơi. Hả? Lại đây coi nè. À, có bướm đẹp hả? Chưa biết, nhưng có thể sẽ rất đẹp. Đó, chị thấy không? Đâu, có thấy con bướm nào đâu. Cái kén đeo trên cành cây đó. Em có cùng không vậy? Thì mình đem về nuôi, biết đâu có được bướm đẹp. Đẹp cái nỗi gì? Mới nhìn nó nổi da gà rồi. Có gì đâu mà sợ, chỉ là con sâu thôi mà. Để em lấy xuống cho. Ê, thôi đi, chị sợ sâu còn hơn sợ cọp nữa, đừng có lấy. Không có sâu làm sao có bướm được. Đã nói thôi đi mà, em mà đem con sâu nó về, chị không chơi với em nữa đâu. Vậy khi em có bướm đẹp, chị không có dành này nghe. Thôi, đi xuống đi, đừng có mắc nữa. Ghê quá. Thôi đi mà, đi xuống. Con khỏe rồi phải không? Con thấy trong người nó làm sao? Bà là ai vậy? Tại sao con lại ở đây? Không có gì con phải sợ cả. Con gặp nạn, ta chỉ muốn cứu con thôi. Bây giờ thấy con tỉnh lại, ta mừng lắm. Đã hơn một ngày nay rồi, chắc con đói lắm phải không? Để ta lấy cháo cho con ăn nha.
Con à, con ăn cháo đi con. Nè, ra ăn nóng cho nó khỏe nha. Con á, con ăn thiệt giỏi nha. Khi con khỏe rồi là con mau về nhà ha. Con cứ coi như ở nhà đi. Ăn đi con. Bà đút con ăn nha. Để con. Ăn đi con, ăn cho nó nóng. Vừa miệng không? Tên con là gì vậy? Con tên là Ngọc Diệp. Trời ơi, tên con đẹp quá. Con ở đâu? Con ở làng nào? Con ở làng Đông, con của bá Hậu Vàng. Hả? Con là con của bá Hậu Vàng. Ủa? Bà biết cha con hả? Ờ, cách đây đâu cũng khoảng gần 20 năm bà là người làm công cho bá Hậu Vàng đó. Vậy sao? Sao? Sao bây giờ bà lại ở đây? Ờ, ê, bà quên nấu cho con mấy thang thuốc. Bây giờ con ở đây, con ăn cho thiệt khỏe rồi nằm nghỉ ha. Kế con uống thêm mấy thang thuốc cho nó khỏe là trở về nhà được rồi. Ăn đi con. Để ăn đi, để bà qua, bà lo thuốc cho con nha. Ăn đi. Ông ơi ông. Dạ bóng ông. Sao? Có tìm được dấu tích gì chưa? Dạ, tụi con đã tìm kiếm khắp nơi trong khu rừng nhưng mà không thấy có gì khả nghi. Nếu mà biết chỗ cô ba té thì qua mai mới tìm ra được. Kim Chi. Dạ. Sự thể như vậy mà con còn ngồi xăm xôi mấy con bướm chết tiệt đó hả? Vậy chứ cho biểu con làm gì bây giờ? Dẫn được cho họ mau lên. Con không nhớ. Chính con đã lôi kéo nó vô rừng bắt bướm, để nó leo cây nó té nó ngã. Bây giờ bỏ mặt nó vậy cô được sao? Tự nó leo chứ bộ con bắt nó leo sao? Đừng kể bướm. Đứng dậy. Dẫn họ vô rừng chỗ nó té. Mau lên. Ôi, con sợ con về đó lắm. Con không có dám đâu. Sợ con phải đi. Kim Chi. Kim Chi. Kim Chi. Tức chết gì được mà. Vô đây. Dạ thưa ông. Nghe tôi hỏi, có bao giờ ngươi nghe người ta nói về con quái vật đầu dê mình người chưa? Dạ. Dạ thưa ông, ông có còn nhớ bà Tám Yến ở làng mình không? Bà Tám Yến à? Cái tên này nghe quen quá. Dạ bẩm ông, cách đây 20 năm vợ chồng bà Tám Yến có làm thuê cho nhà mình. Theo như lời bà mụ trong làng á, thì vợ chồng họ thường xuyên đi chùa cầu tử. Vì lớn tuổi rồi mà chưa có con, ít lâu sau bà Tám có mang và đã hại sinh một đứa bé minh người đầu dê do chính tay bà mụ đỡ. Nhưng sau đó thì bà mụ không còn gặp họ nữa. Nhưng đó có thật vậy à? Sự thật là như vậy. Kể từ đó, vợ chồng lão bỏ làng, ôm con vào rừng sâu sinh sống để khỏi ai nhìn thấy. Chồng lão vì quá đau buồn, sinh bệnh mà chết. Chỉ còn một mình lão chèo chống nuôi con.
cuối cùng rồi, nó cũng trở thành một người đàn ông thực sự. Chỉ có điều con hãy gọi tên nó là Kim Dương nghe. Dạ. Kim Dương, anh có mệt lắm không? Cô không sợ tôi sao? Bây giờ thì hết sợ rồi. Cảm ơn. Tôi là người cảm ơn anh mới đúng chứ. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Nè, uống miếng nước đi cho khỏe. Cảm ơn cô. Lại cảm ơn nữa rồi. Sao anh khách sáo quá vậy? Để tôi phụ anh nha. Thôi khỏi, để tôi tự làm được mà. Không sao đâu, tôi biết làm. Cô có sao không? Ui da, đau. Chắc cô bị bong gân, chờ tôi một chút. Chân tôi đau vậy, sao về nhà được đây? Nếu cô không ngại, tôi cõng cô về nhà được mà. Trời ơi, đừng có bắt con đi, con đi sợ mau lắm. Đi. Kỳ này mà không tìm được con gái ta thì không ai được trở về, nghe chưa? Dạ. Đi. Thôi con không đi đâu. Đi. Ngọc Diệp ơi! Cô ba! Ngọc Diệp! Cô ba ơi! Ngọc Diệp ơi! Cô ba! Ngọc Diệp! Cô ba! Ngọc Diệp! Ngọc Diệp ơi! Ngọc Diệp! Cô ba! Ngọc Diệp! Ngọc Diệp ơi! Anh có thấy mệt không? Tôi có thể cõng cô suốt đời mà không thấy mệt. Thiệt không đó? Cô bắt bướm để làm gì vậy? Chị em tôi thích sưu tầm bướm đẹp lắm. Bắt được bướm rồi mà còn lấy kén làm gì? Ngắm hoa mình trồng thích hơn ngắm hoa mọc sẵn ở ngoài đồng. Vậy sao không bắt sâu về nuôi? Ha, ý kiến hay đó. Cô ba ơi! Ngọc Diệp ơi! Ngọc Diệp! Ngọc Diệp ơi! Cô ba ơi! Con có đi tới chỗ này không? Con không nhớ. Không nhớ cũng phải ráng nhớ. Con nhớ ra rồi. Cha ơi, nó té chỗ này nè. Ngọc Diệp ơi, Ngọc Diệp. Ngọc Diệp ơi. Ngọc Diệp. Cô ba. Ngọc Diệp. Từ đây tới bìa rừng còn bao xa nữa? Sắp tới rồi. Chân tôi tê quá. Ta tìm chỗ nghỉ một lát đi, được không? Cô ngồi xuống đây. Để tôi bắp chân cho cô. Thôi khỏi, tôi tự lo được rồi. Công nhận anh khỏe thiệt á. Hay là để tôi đi tìm bắt sâu cho cô.
Ông ơi, nhìn kìa. Nghĩa là sao? Mọi người tránh ra, để anh ấy xuống đã. Tránh ra, mọi người tránh ra đi. Tránh ra, để anh ấy xuống đã. Anh xuống đây đi, không ai hại anh đâu. Chỉ là sự hiểu lầm thôi. Đây là cha của tôi. Không ai hại anh đâu, đừng có sợ. Nhảy xuống đây đi. Đừng sợ. Cha, đây là anh Kim Dương, ân nhân cứu mạng của con đó. Anh ấy đang trên đường đưa con về nhà. Còn đây là cha tôi, đây là chị Kim Chi. Còn mấy người này là gia nhân ở trong nhà. Chuyện gì vậy? Em cảm ơn anh nha. Em tin chắc rằng sau này nó sẽ nở thành những con bướm thiệt là đẹp. Kim Dương, vô ăn trưa đi con. Hôm nay có xua đũa ngon lắm. Mày ăn đi để mau hóa thành bướm. Con à, hôm nay mẹ thấy con lạ lắm. Con cứ nhìn chăm bẩm mấy con sâu, rồi con cười một mình, y như người mất trí vậy. Nói thiệt mẹ nghe đi, con nghĩ gì vậy? Mẹ biết không, con sâu này có ngày hóa thành bướm. Mẹ, con muốn thưa với mẹ một chuyện. Ta không thể tin được, và ta cũng không thể tưởng tượng được là mẹ con bà lại dám nghĩ đến chuyện động trời như vậy. Dạ, tôi biết là ông không bao giờ nhận lời cầu hôn của con trai tôi. Vậy xin ông hãy nói một lời từ chối để tôi yên tâm ra về. Bà biết là ta sẽ từ chối. Vậy sao bà còn mang trầu cao đến đây làm gì? Dạ, vì tôi là mẹ của một đứa con trai khốn khổ, si tình. Thôi được, dù sao thì con trai của bà cũng là ân nhân cứu mạng của con gái ta. Nếu bây giờ ta từ chối lời cầu hôn của anh ta, thì người đời sẽ cho ta là kẻ vong ân bội nghĩa. Còn nếu bây giờ ta chấp nhận cho con gái ta về làm dâu nhà bà,
thì thiên hạ sẽ nguyền rủa ta là người cha độc ác, không biết thương con. Dạ, xin đội ơn ông ạ. Bà yên tâm đi, ta hứa thì ta sẽ giữ lời. Nhưng ta khuyên bà đừng quá hy vọng mà đau khổ. Dạ, tôi hiểu, thưa ông. Kim Chi. Dạ. Ý con sao, nói cha biết coi. Cha đã hỏi con, không lẽ con đi làm vợ con dê đó hả? Thì ý con sao, trả lời cho cha biết con có ưng hay không, chứ ai có ép buộc gì con đâu mà con sợ. Sao, ưng không? Tức cười quá à. Bao nhiêu đám danh gia vọng tộc tới hỏi con còn không thèm để ý. Còn đằng này, một con dê mà dám bén mảng tới nhà mình để mà xin cầu hôn, chồng người không lấy, khùng sao lấy chồng dê cha. Nè bà lão, bà nghe con gái tôi nói chưa hả? Thưa ông, tôi nghe rất rõ ạ. Còn con, ý con sao, con nói luôn cho bà lão biết đi. Cha, con cha hả? Nó chịu á cha. Nó chịu. Dạ. Thôi đừng bêu xấu em con như vậy. Ngọc Diệp à, trả lời cho bà lão biết ý của con đi, để bà ta yên tâm ra về mà không trách cứ gia đình ta. Dạ thưa cha. Trả lời đi. Con sao, không chịu phải không? Không chịu thì nói không chịu. Không ai trách cứ lại đại con đi. Đâu không sao đâu. Đừng có đi sợ con, của cha nè. Nói đi, nói đi. Sao? Cha đặt đâu, con xin ngồi đó à. Hả? Con nói vậy là sao? Hả? Nói vậy là sao? Con... Hả? Con xin chấp thuận. Ngọc Diệp! Ngọc Diệp! Cha! Con này nó điên rồi! Ngọc Diệp! Ngọc Diệp! Thưa ông, ý Ngọc Diệp như vậy, giờ ông tính làm sao ông? Tính làm sao? Tính làm sao là tính làm sao? Dạ... Ông đã hứa rồi mà. Ta hứa? Mà ta hứa gì? À, ta nhớ rồi. Bà yên tâm đi, ta hứa là ta giữ lời. Thôi được, ý con Diệp như vậy cũng tốt thôi. Ta chấp nhận gả con Diệp về làm dâu nhà bà. Nhưng với một điều kiện. Dạ thưa ông, điều kiện gì thì mẹ con tôi cũng sống chết thực hiện cho bằng được à. Cũng dễ thôi, chỉ cần bà có đủ sính lễ sau đây. 10 mâm vàng, 10 mâm bạc, 1 rương ngọc ngà châu báu, 1 xe gấm vóc lụa là, với 1 dinh thự nguy nga lộng lẫy, với đầy đủ gia nhân phục vụ cho con gái ta về, có như vậy mới được làm lễ đón dâu. Có thật vậy không mẹ? Bỏ đi con, chẳng lẽ mẹ con ta sống với nhau như vậy không hạnh phúc hay sao? Trèo cao chi cho té đau con. Sao mẹ lại nói vậy? Chẳng phải Ngọc Diệp chịu làm vợ con rồi đó sao? Con ơi, chẳng lẽ con không biết vàng bạc châu báu dinh thự là gì sao? Đó là những thứ mà mình nằm mơ cũng không thể nào thấy được. Không cần nằm mơ đâu mẹ, người như Ngọc Diệp mới khó tìm. Chứ vàng bạc, châu báu, lụa là, dinh thự thì có khó gì đâu. Kim Dương, mẹ! Yeah.
con Quỳnh Hương nhiều. Ừ, cho chị nha. Không được, đây là con bướm của em chứ bộ. Nhưng mà à, cha ơi, chị Kim Chi dành con bướm của con nè. À, trả cho em đi. Con kính chào nhạc phụ. Mẹ con chúng tôi tới đây rước dâu với đầy đủ lễ vật với ông. À, thiệt là tức chết đi được. Con tức cái gì chứ? Con thật là quá đáng nghe chưa? Em nói lấy được người chồng tốt, con không mừng thì thôi, tại sao lại đem lòng ghen ghét ghen tị với nó? Cha nói thật, nếu con không bỏ cái thói xấu đó, cha bỏ mặt con, không lo chuyện chồng con cho con nữa. Con không cần. Hỗn láo, con dám ăn nói trả treo với cha vậy phải không? Vậy chứ, từ trước tới giờ cha có lo cho con được gì đâu mà cha đòi bỏ mặt con. Sao con biết cha không lo chứ? Mười mấy đám đến đây dạm hỏi con mà đám nào cũng không đồng ý hết. Người trắng trẻo con nói giống như là công tử bột, còn người thì chủ cả trăm mẫu ruộng, cò bay thẳng cánh, tiền bạc đầy nhà, chỉ có hơi rắm nắng chút thôi con lại kiếm chuyện chê người ta là đen như cột nhà trái. Còn người cao ráo đẹp trai thì con nói là giống như cây tre miễu. Còn người cha thấy cũng được, tròn trịa dễ thương, con nói vừa mập vừa lùn. Con chê người ta như vậy đó, con nhìn lại con coi, con có mảnh mai thùy mị không? Thôi thôi đi, cha lựa cho con toàn thứ gì đâu không mà, biểu con chịu sao được. Vậy chứ theo ý con thì sao? Cha, cha. Sao? Chồng của con hả? Phải giống như chồng con Cọc Diệp. Thôi là hơn như vậy nữa con mới chịu. Trời ơi, làm gì có người toàn thiện như vậy con. Mà nếu có đi nữa, cha cũng tin rằng họ không dám lấy con làm vợ đâu. Cha, cha nói vậy nghĩa là sao? Bộ con xấu tệ lắm hả? Thôi thôi, cha mệt lắm, không nói chuyện này nữa, cha nhức đầu lắm rồi. À, cha vừa nhớ ra, có một đám này đúng theo yêu cầu của con. Nếu con đồng ý, cha sẽ qua đánh tiếng với họ. Chỉ có điều là hơi mắc công chút thôi. Cha, cha, thiệt á cha? Thiệt. Ủa mà sao phải mắc công cha? À, phải mắc công đem về nuôi nấng dạy dỗ khoảng 10 năm nữa mới tới tuổi trưởng thành. Ủa là sao? Thì bây giờ nó mới có 8 tuổi. Hả? Cha! Chính mẹ cũng không ngờ Kim Dương nó lại có thể lột xác thành người. Mẹ cũng không tin con lại thương và chịu làm vợ nó. Tất cả đã vượt khỏi sự tưởng tượng của mẹ. Như một giấc mơ, hóa ra lại là sự thật. Một sự thật kỳ diệu. Con biết không, Kim Dương nó kể cho mẹ nghe. Kiếp trước, nó là tướng ở trên thiên đình. Vì phạm luật trời, trốn xuống trần gian, ngao du cõi tục. Ngọc Hoàng biết được, mới đầy nó xuống cõi trần, trong một hình hài xấu xí, cùng với lời nguyền. Bao giờ có một người con gái yêu thương và chịu làm vợ nó thì nó mới trở lại kiếp người. Lời nguyền đó tưởng không bao giờ giải được, ai dè cuối cùng lại giải được, mà người giải lại là con. Mẹ thật nhớ ơn con biết là bao nhiêu. Con dâu yêu của mẹ. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Anh đi chưa biết ngày trở về. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe và chăm sóc mẹ giùm anh. Đây là hai cục đá lửa và con dao. Em nhớ mang nó theo trong người khi ra khỏi nhà. Nó sẽ giúp em khi gặp hoạn nạn. Thôi, anh đi nghe. Lạy mẹ con đi. Con à, con nên coi trọng sức khỏe và cố gắng về sớm nha con. Dạ. Con ơi, thằng Dương nó biểu sao thì con phải nghe như vậy. Con đừng có lo lắng gì hết nghe. Ở đây không có nhiều bước, thôi chị em mình vô trong kia đi. Thôi, em thấy mình bắt nhiêu bướm đó là đủ rồi. Không ấy, mình về đi chị.
sao vậy? Đã lâu rồi chị em mình không có dịp gặp gỡ. Cái chính á là chị muốn gặp em để vui đùa với em, chứ đâu phải là để bắt được nhiều bướm đâu. Thôi, nếu em không thích chơi với chị thì thôi, chị đi về vậy. Ê, chị Chi, chị giận em hả? Ai dám giận? Từ ngày người ta lấy chồng giàu có, đẹp trai, ta không thích chơi với mình nữa thì thôi, mình về. Chị Chi, sao chị nghĩ em vậy? Không phải là em không muốn chơi với chị, không phải là em đòi về, nhưng mà em sợ chị em mình đi xa quá rồi quên mất đường về đó. Tưởng gì? Em yên tâm, em biết không, từ ngày em đi lấy chồng á, chị hay đi vô đây bắt bướm một mình á, chổng á. Có khi chị đi tuốt ở trong kia kìa, ở trong có nhiều cảnh đẹp lắm. Chị mới khám phá ra một cảnh đẹp ơi là đẹp. Thiệt không? Chị sẽ dẫn em đi. Chị, nhưng mà xa không? Gần, không có xa lắm đâu. Đi. Đó, đẹp chưa? Đẹp thiệt. Tắm mát lắm. Ủa, chị tắm rồi hả? Tắm hoài à. Chị em mình xuống tắm nha. Thôi, em sợ lắm. Vậy thì rửa tay rửa mặt cho mát ha. Ừ. Rành đường rành xá còn dẫn tuôn nó vô trong rừng sâu làm gì để cho nó đi lạc như vậy hả trời? Tại nó rủ con đi chứ con đâu có muốn đâu. Tội nghiệp con tôi, bây giờ không biết nó sống chết ra sao ở cái nơi rừng sâu nước độc như vậy. Nó chết rồi hả? Sống gì nổi mà sống, nó không chết đói cũng bị cọp beo ăn thịt rồi cha. Kim Chi, con nói hồ đồ vậy sao? Thôi chị à, chuyện đã lỡ vậy rồi, chị đừng có lo buồn quá mà sanh bệnh. Tôi sẽ cố gắng cho người vô rừng kiếm nó. Thằng Kim Dương đi xa chưa về, chị ở nhà có một mình, rủi đau yếu ai lo. Cha. Hả? Hay là trong lúc Kim Dương không có ở nhà, cha cho phép con qua đây được chăm sóc bác gái nha cha. Con à, con nói vậy đâu có tiện con. Cô thương bác thì bác cảm ơn, nhưng mà con ở lại với bác rồi, cha con ở nhà ai lo. Tôi nói vậy đúng không anh? Dạ dạ. Cha, cha khỏe mà, phải không cha? Khỏe. Bác gái già rồi, ở một mình không có tiện, phải không cha? Phải. Con qua đây chăm sóc bác là đúng nhất, phải không cha? Phải. Đó đó, bác thấy không? Cha con nói phải là phải, con không dám làm trái ý cha con đâu. Thôi, bây giờ con vô, con nấu cơm giặt giũ cho bác nghe. Hả? Con ơi. Con ơi.
đồng áng.